Nếu các bạn là một fan của truyện Naruto, thì chắc chắn bạn không còn lạ gì các chiêu thức phân thân rất hấp dẫn của anime manga này. Không phải ngẫu nhiên mà thuật phân thân được nhắc tới nhiều trong phim ảnh, trong các câu chuyện manga nổi tiếng hay cả ngoài đời thực. Và nếu như bạn tò mò và thấy hứng thú về thuật này, hãy cùng với Top 1 khám phá chúng mình tìm hiểu về bí ẩn thuật phân thân và những câu chuyện khó tin ngoài đời thực nhé! Bí ẩn thuật phân thân và những câu chuyện ly kỳ có thật. Thuật phân thân trong giới phù thủy. Những câu chuyện kỳ dị về thuật phân thân được kể ở khắp nơi trên thế giới, từ thế giới cổ đại đến thời hiện đại. Cách đây vài chục năm, khi cô em gái của Maria khẳng định trông thấy chồng Maria đã hôn một người đàn bà khác ở chính khu vườn nhà mình, thì một nỗi hoang mang vô định hiện lên trong đầu Maria. Lẽ nào chồng cô lại có thuật phân thân, vừa âu yếm vợ lại vừa có thể tư tình với một người đàn bà khác? Trong lịch sử, vào những thiên niên kỷ đầu tiên của thời đại Inca, thuật phân thân là một trong những phép thuật cơ bản của những phù thủy lão làng. Johnson, một phù thủy được lưu truyền là giỏi nhất thời ấy. Ông ta có khả năng phân thân không khác gì Tôn Ngộ Không trong Tây Du Ký. Người ta nói rằng, đối với những phù thủy đã tu luyện nhiều năm, thì trong cơ thể của ông ta tồn tại rất nhiều đời sống khác nhau. Johnson có thể cùng một lúc có mặt ở nhiều nơi. Người ta đồn đại nhau như vậy. Nhưng không hiểu sao, ông ta chỉ có mặt giây lát rồi biến đi ngay. Johnson hiện đến đó, không làm gì hết rồi lại tan biến đi. Có điều lạ lùng là chỉ có những đứa trẻ hay người già mới có thể nhìn thấy điều ấy. Một trong những kẻ thù của Johnson cũng là một phù thủy. Những kẻ chuyên lừa gạt người khác bằng khả năng của mình, không tin vào thuật phân thân của Johnson. Vì hơn ai hết, chính kẻ đó hiểu được thuật phân thân là như thế nào. Tiếng tăm của Johnson làm cho anh ta ghen ăn tức ở và anh ta quyết định phá vỡ huyền thoại về Johnson bằng một âm mưu. Hắn ta bắt cóc vợ của Johnson. Người đàn bà bị tước bỏ hết quần áo, kể cả mảnh đá nhỏ có khắc hình của chồng mình, rồi bị đưa lên giam ở túp lều nhỏ trên núi cao. Xung quanh túp lều đó được chất đầy củi. Ngọn lửa vây kín thành một vòng tròn lớn cách xa túp lều, nhưng ngọn lửa đủ lớn để không ai có thể vào cứu được người đàn bà này. Sau khi ngọn lửa đã rực lên, tin đồn rằng vợ Johnson bị bắt và bị nhốt trên núi cao được lan truyền nhanh chóng. Hàng ngàn người đổ đến ngọn núi đang bốc cháy rừng rực để xem Johnson phân thân cứu vợ như thế nào. Đúng lúc mọi người đang xì xào bàn tán, thì ngọn lửa tự nhiên bị uốn xuống một góc. Đám đông quay đầu lại. Johnson xuất hiện và theo sau là người vợ. Mọi người xô đến hỏi han, nhưng người vợ nói rằng đây là hiện thân của chồng nên anh ta sẽ không nói gì. Còn Johnson thật vẫn đang ở trong thung lũng. Người phân thân để gây án. Câu chuyện tiếp theo mà chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu ly kỳ không kém chút nào. Vào đầu thế kỷ thứ 19, tại Mỹ diễn ra một vụ án hết sức phức tạp. Một người đàn ông có tên Carter bị tình nghi là đã sát hại hai người đàn bà và một đứa trẻ. Sau đó anh này lấy hết tư trang của họ và biến mất. Có rất nhiều nhân chứng nhìn thấy sự tình vụ án. Hơn nữa, người ta còn tìm thấy chiếc răng giả mà kẻ đó làm rơi lúc gây án. Và chiếc răng đó vừa khít với hàm răng của y. Nhưng, điều lạ lùng hơn là đúng thời điểm xảy ra vụ án, thì Carter lại đang ngồi uống rượu với chính vị cảnh sát trưởng. Vì hai người là hàng xóm của nhau. Ban đầu người ta nghi ngờ vị cảnh sát trưởng che giấu tội lỗi cho Carter. Nhưng ngoài ông ta ra còn có rất nhiều nhân chứng khác trong quán rượu. Điều lạ là chính vị cảnh sát trưởng cũng thừa nhận rằng hôm đó ông ta không nhìn thấy chiếc răng giả của Carter. Giải thích về chuyện này, Carter cũng không hiểu nổi tại sao anh ta đang uống rượu thì răng giả lại rơi ra ở một nơi như thế. Trong cả buổi ngồi uống rượu, Carter không hề đứng dậy một chút nào. Tất cả điều ấy đều được xác nhận rõ ràng. Vụ án có đầy những chi tiết ly kỳ nên không thể kết án được. Suốt quãng đời còn lại, Carter luôn sống trong sự theo dõi của cảnh sát và những người xung quanh. Nhưng dù đào bới hàng chục lần cả khu vườn rộng nhà Carter, người ta vẫn không tìm thấy đồ nữ trang đã bị lấy mất. Trước khi chết, Carter được đưa đến nhà thờ để xưng tội lần cuối. Ông già Carter vẫn một mực kêu oan. Carter chết và vụ án cũng đóng lại. Sau này, vào cuối những năm 70, khi khoa học hình sự đã phát triển, người ta xác định được rõ ràng dấu vân tay của Carter trên quần áo nạn nhân và đồng thời cũng xác định được dấu vân tay của ông trên cốc mà Carter đã uống rượu vào thời điểm đó. Thế là thế nào các bạn nhỉ?
Phải chăng Carter đã thực sự dùng thuật phân thân và đã từng thực hiện nhiều phi vụ không tưởng mà không một ai biết? Các bạn nghĩ sao về trường hợp này? Hãy để lại ngay ý kiến dưới phần bình luận nhé! Phân thân thành trăm người của ninja Nhật Bản. Như chúng ta đã biết, ninja là một trong những nhân vật vô cùng nổi tiếng của Nhật Bản. Đây là những chiến binh bóng đêm siêu hạng, luôn là nỗi khiếp sợ của bất kỳ lãnh chúa Nhật nào mỗi khi đêm xuống. Ninja thường được gắn với các năng lực siêu nhiên vượt trội hơn tất cả mọi người. Và truyền thuyết kể rằng ninja có thể phân thân cũng tồn tại đến tận ngày nay. Trong các bức tranh khắc gỗ từ thế kỷ thứ 19, có hình ảnh ninja chỉ cần đan tay vào nhau, đọc thần chú 9 từ là ngay lập tức phân thân thành cả trăm người hùng hậu. Họ đến như một làn gió và biến mất như một làn khói. Tất cả được thực hiện trong đêm với các thủ thuật vượt quá năng lực của người bình thường. Để kích hoạt năng lực đặc biệt này, các bức tranh vẽ truyền thống mô tả, ninja phải dùng thuật đan tay, Kujikiri, để hội tụ sức mạnh của các vị thần rồi phân tách cơ thể thành hàng trăm người. Dù truyền thuyết này rất được ưa chuộng, nhưng nhiều nhà sử gia đã phủ nhận và nói đây chỉ là điều tưởng tượng trong thế giới ninja để tăng thêm tính huyền bí. Thuật Kujikiri là kỹ thuật đan tay vào nhau hay được các chiến binh thực hiện. Họ cho rằng ninja có thể triệu hồi sức mạnh của thuật phân thân bằng cách đọc thần chú 9 từ. Họ tin tưởng vào sức mạnh siêu nhiên sau khi đọc xong thần chú vì một vị thần sẽ được triệu hồi. Thuật Kujikiri truyền vào Nhật Bản thông qua Phật giáo và phát triển nở rộ dưới thời Shugendo thế kỷ thứ 7. Đến nay, trong nhiều bộ phim hay là truyện tranh, thuật đan tay Kujikiri vẫn được thực hiện như một niềm tin vào việc triệu hồi năng lực siêu nhiên có thực. Qua những câu chuyện vừa rồi thì chắc hẳn nhiều bạn đang nghĩ, con người có những khả năng siêu nhiên vượt không gian chỉ bằng những câu thần chú hoặc là ý niệm. Các bạn có tin là thật hay không? Hãy bình luận thêm ý kiến bên dưới video nhé! Bí mật của ảo ảnh. Thuật phân thân cũng có một nguồn gốc phát sinh thật sự. Con người xưa kia thường tin vào một vị thần có sức mạnh tuyệt đối nào đó. Vị thần này sẽ giúp từng người một ở mọi lúc, mọi nơi khi người ấy gặp khó khăn. Mà thời điểm nào cũng có rất nhiều người gặp khó khăn, cho nên trong tưởng tượng của con người, vị thần đó có thuật phân thân để giúp đỡ họ. Những vị phù thủy xưa đã nắm lấy niềm tin này để hù dọa người dân và mưu lợi cho mình. Tuy vậy, có một số người vẫn bán tín bán nghi về sự tồn tại của thuật phân thân vì vẫn có những điều không thể giải thích nổi hiện ra trước mắt họ. Hiện nay trên thế giới và cả ở Việt Nam, thỉnh thoảng có tin đám trẻ con này, đám phụ nữ kia nhìn thấy sự hiện diện của các vị thần nào đó. Và một điều đặc biệt là, trong những tin đồn đó không hề xuất hiện những người đàn ông. Một câu chuyện khác tại Ai Cập, một người đàn bà nhìn thấy vị pharaoh xuất hiện trong làn ánh sáng ngay cạnh kim tự tháp. Vị pharaoh này xuất hiện trong giây lát, không nói gì rồi tan biến. Cùng thời điểm đó, ở một vài nơi có khắc họa vị pharaoh này, những người đàn bà khác cũng nhìn thấy vị pharaoh hiện lên trong luồng ánh sáng ảo diệu. Ngay lập tức, các nhà nghiên cứu vào cuộc, người ta nhận ra rằng những người đàn bà nhìn thấy vị pharaoh hiện lên đều là những người đàn bà có tâm hồn yếu đuối. Vị trí mà pharaoh hiện ra là dòng ánh nắng bên trái kim tự tháp và trên mặt một kim tự tháp liền kề bên cạnh. Dòng ánh sáng đó được khắc họa chính là vị pharaoh đó. Các nhà nghiên cứu kết luận rằng không có vị pharaoh nào hiện ra cả. Những người đàn bà nhìn thấy hình tượng pharaoh khắc họa trên mặt kim tự tháp rồi tâm thần xúc động đưa mắt sang bên cạnh. Dòng ánh nắng ập vào mắt khi mà hình ảnh của pharaoh vẫn còn lưu lại vài giây trong võng mạc. Để chắc chắn hơn, người ta làm lại các thí nghiệm tương tự với những người đàn bà ấy. Cuối cùng, họ đi đến kết luận rằng đối với những người đàn bà đó, hình ảnh nào gây xúc động cho họ thì sẽ lưu lại trong võng mạc của họ lâu hơn bình thường. Và điều này cũng xuất hiện ở những đứa trẻ. Khoa học hiện nay gọi đó là hiện tượng lưu ảnh trên võng mạc. Điều đó giải thích rằng tại sao con trẻ hay gặp những chuyện kỳ lạ là vì thế. Ngoài phụ nữ, con trẻ, những người đàn ông yếu đuối, đa sầu đa cảm cũng hay gặp những ảo ảnh đặc biệt như trên. Nếu hình ảnh đó quá ấn tượng thì nó sẽ đọng lại rất lâu trong võng mạc. Thậm chí nếu tâm tưởng của một người luôn suy nghĩ về nó thì nó có thể vô tình hiện lên ở bất cứ đâu, bất cứ lúc nào. Vậy là các vị thần có khả năng phân thân là có thật đấy chứ các bạn? Ít ra là trong mắt phụ nữ và con trẻ. Còn các bạn thì sao? Các bạn đã từng gặp hay là được nghe một câu chuyện nào đó về thuật phân thân chưa? Hãy chia sẻ câu chuyện của mình cho mọi người được mở mang tầm mắt nhé! Đừng quên like, share video này,
sau đó subscribe kênh Top 1 Khám Phá, rồi ấn nút chuông thông báo nho nhỏ bên cạnh để cập nhật nhanh nhất những video mới. Trên màn hình là những video hay ho có liên quan mà các bạn không nên bỏ lỡ. Hãy click vào để xem ngay. Còn bây giờ như thường lệ, xin chào và hẹn gặp lại!